Hồng Bách ơi, mẹ cậu kêu bác sĩ khám cho cô Mỹ trong nhà. My. My. Nè, nè My à, không sao đâu. Mẹ làm cái gì vậy mẹ? Con à, không sao đâu. Theo kết quả CT của cổ hoàn toàn bình thường, không có vùng nào bị tổn thương. Con nghe chưa? Con đưa cổ đi khám rồi, con biết kết quả cũng như vậy. Vậy thì sao? Bác sĩ, hãy nói cho con trai tôi biết, nghĩa là cô gái này tâm lý bình thường nhưng mà giả điên đúng không? Mẹ à, đây là vấn đề về sang chấn tâm lý, là vấn đề về tinh thần, không phải cứ khám bình thường là nó sẽ bình thường đâu mẹ. Có chuyện đó không thưa bác sĩ? Đúng là có những sang chấn tâm lý ảnh hưởng đến tinh thần của người bệnh, nhưng với cô này thì tôi chưa từng gặp bao giờ. Chúng ta cần phải xem xét lại là cô ấy có thật sự bị chứng mất trí hay không. Vì nhiều người không chấp nhận hiện thực nên mới giả vờ điên loạn như vậy, để được người khác quan tâm đến mình nhiều hơn. Đó, con đã nghe rõ chưa? Nếu như theo lời của bác sĩ giải thích thì có người giả bộ để né tránh hiện thực, cũng có người muốn người khác quan tâm. Nhưng đối với trường hợp của Khánh My, hai cách giải thích này chưa thuyết phục lắm con à. Nó đã cố sống cố chết để rời xa con. Nếu như giả sử không điên loạn thật thì cô ta trở về đây với mục đích gì? Dù My có như thế nào con cũng sẽ tin cổ. Mày thấy con điên thật rồi đó. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc.